Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Tiêu Chiến hiện đang nắm giữ trong tay 33 đại ngôn. Số lượng chứng thực của anh ấy hiện đang nhiều nhất trong các ngôi sao trong giới giải trí Trung Quốc. Ngày mai thương hiệu khăn giấy sẽ chính thức thông báo anh ấy là người phát ngôn của họ. Trong 2 năm qua, sự nghiệp của Tiêu Chiến đã có sự thay đổi rất rõ ràng. So với năm thương hiệu trong năm 2020, đến nay anh ấy đã gia tăng số lượng chứng thực của mình một cách nhanh chóng. Sang ngày 20 tháng 9, Tiêu Chiến sẽ sở hữu 34 thương hiệu trong tay, trong đó bao gồm cả những thương hiệu cao cấp, mang đẳng cấp quốc tế. Trong khi các ngôi sao khác liên tiếp bị sập phòng, thì Tiêu Chiến lại không ngừng tiến về phía trước. Mặc dù anh ấy có rất nhiều anti-fan, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự phát triển thần tốc của anh ấy. Trên bảng tổng quan về các xác nhận của ngành công nghiệp may mặc trong tháng 8 năm 2022, khối lượng bán hàng được kiểm chứng của ngành công nghiệp may mặc với sự hợp tác của nghệ sĩ, doanh số của Li Ning đã đứng đầu ngành. Doanh số của thương hiệu này đã bỏ xa Anta và Nike trên bảng thống kê. Nhìn khoảng cách của các con số có thể thấy, Li Ning trong thời gian hợp tác với người phát ngôn Tiêu Chiến đã trở nên lợi hại như thế nào. Họ không những đánh bại những thương hiệu khác trong ngành, mà còn nắm giữ doanh số khổng lồ. Đây chính là giá trị của người đại ngôn. Những con số dữ liệu là bằng chứng uy tín nhất về giá trị của người đại diện thương hiệu. Nếu độ phổ biến của Tiêu Chiến không cao, thì Li Ning chắc chắn không thu được doanh thu lớn đến vậy. Tiêu Chiến không chỉ có lực lượng người hâm mộ lớn trong nước, người hâm mộ của anh ấy tại nước ngoài cũng vô cùng hùng hậu. Chính vì thương hiệu có thể khai thác thị trường rộng lớn từ ảnh hưởng của người phát ngôn mà Li Ning đã thu về món hời khổng lồ. Trong 2 năm qua, Hoa Kỳ đã thống kê những người thời trang nhất trên thế giới. Tiêu Chiến là ngôi sao đại lục duy nhất trong danh sách. Bảng thống kê về các ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất về quần áo và phụ kiện sang trọng trong 2 năm qua đã được phát hành. Đây là nền tảng thực hiện phân tích dữ liệu trên các mạng xã hội trên toàn cầu. Dàn sao trong ngành giải trí xứ Trung rất hùng hậu. Đất nước Trung Quốc sở hữu dân số đứng đầu thế giới với hơn 1,4 tỷ người. Thế nhưng, chỉ có mình Tiêu Chiến được nhắc đến trong bảng thống kê này. Tiêu Chiến là ngôi sao đại lục duy nhất xuất hiện trong thống kê nhân vật thời trang thịnh hành trên Twitter. Điều này càng cho thấy mức độ phổ biến và tầm ảnh hưởng của anh ấy trên thị trường quốc tế. Với giá trị mang hàng nổi bật, đương nhiên ngày càng có nhiều thương hiệu tìm tới Tiêu Chiến với mong muốn hợp tác lâu dài. Không chỉ có giá trị mang hàng cao, mà những bộ phim của Tiêu Chiến cũng luôn giành được những xếp hạng cao trong 3 năm qua. Mới đây bảng tổng kết top 20 bộ phim truyền hình hàng đầu tín từ năm 2019 đến năm 2022, dữ liệu về chỉ số phổ biến đạt đỉnh hàng ngày trong cả 3 năm, Tiêu Chiến đều có phim nằm trong top đầu. Năm 2019, anh ấy có bộ phim Trần Tình Lệnh xếp hạng 2. Năm 2020, Tiêu Chiến có bộ phim Đấu La Đại Lục xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Năm 2022, Tiêu Chiến có bộ phim Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo nhiều hơn xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Bảng dữ liệu này được tổng hợp tính đến ngày 16 tháng 9 năm 2022. Điểm đặc biệt, trong bảng tổng kết này không có diễn viên nào khác góp mặt quá một lần. Trong khi đó Tiêu Chiến đã có mặt trên bảng xếp hạng tới 3 lần. Mỗi năm anh ấy đều có một tác phẩm xuất hiện trong top 3 trong số 20 bộ phim ăn khách nhất. Những thành tích của Tiêu Chiến vẫn luôn nổi bật trong làng giải trí Trung Quốc. Anh ấy sẽ bắt đầu tham gia bộ phim mới của mình. Và những tìm kiếm nóng về bộ phim mới của anh ấy đã bắt đầu xuất hiện trên Weibo. Những bộ phim của anh ấy nếu tiếp tục phát hành, chắc chắn sẽ làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm những tin tức mới nhất về Tiêu Chiến trong các video sau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.